hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Một ngày mới lại lên, người Homo habilis ra khỏi nêu, hít sâu khí sớm và tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn. Nhịp bước quen thuộc đưa người Homo habilis tới con suối gần đó như thường lệ, uống nước trước để tỉnh táo và có sức. Cúi bên mép suối, người Homo habilis thấy dưới làn nước trong có rất nhiều cá lấp lánh và cả những con lươn to uốn mình trong hốc đá. Người Homo habilis nín thở, thò tay thật nhanh giữ đuôi một cú giật dứt khoát. Người Homo habilis bắt được một con lươn béo chắc. Người Homo habilis đánh lửa và chất bếp. Hai viên đá va nhau bật tia lửa, than con nhen lên, lửa bén. Lươn được làm thịt gọn trên phiến đá phẳng. Tiện gần đó có bụi tre. Người Homo habilis đi ra bẻ vài đọt măng non, bóc vỏ, chẻ nhỏ. Đặt nồi đất lên bếp. Người Homo habilis cho lươn, măng và ít nước suối vào, đậy nắp bằng tà lá. Hơi nóng phả lên, mùi ngậy của lươn quyện mùi măng non dậy thơm. Nắp nồi bật hơi, người Homo habilis mở nắp, khuấy nhẹ, đặt lại cho sôi đều rồi bắc xuống. Người Homo habilis ăn uống một cách ngon lành, từng miếng lươn mềm quyện măng giòn, ấm bụng và tiếp sức cho cả buổi. Vừa ăn, người Homo habilis bỗng nghe thấy tiếng lạ vọng từ bờ cỏ sau lưng. Người Homo habilis đứng dậy, men theo âm thanh, thì thấy một cái hang khá to. Dùng que bới mép hang, chỉ một chốc một con chuột chạy ra. Người Homo habilis lao tay chụp nhanh, dùng hai tay bắt được con chuột. Trở lại bếp, người Homo habilis dùng viên đá nhọn mổ thịt chuột, làm sạch gọn gàng. Một cành tre được vót nhọn, xiên con chuột rồi nướng cạnh than hồng. Mỡ nhỏ lách tách, mùi thịt dậy lên thơm lừng. Bất ngờ có hai cô gái người Homo habilis đi qua. Họ thấy hơi ấm của lửa, đánh hơi mùi thịt, bèn tiến lại đi vào ngồi chung. Người Homo habilis nhường chỗ, gạt than, chở xiên cho chín đều. Ba người cùng nhau ăn thịt chuột và cười đùa vui vẻ. Chút thịt đơn sơ nhưng ấm bụng, ấm lòng. Tới khi lửa hạ, sương xuống, ba người tựa vào nhau bên ngọn lửa hồng để ngủ cho đỡ lạnh. Ngày mới lại bắt đầu, người Homo habilis lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn. Tạm biệt hai cô gái, người Homo habilis lần theo bìa đất ẩm tìm được một bụi khoai. Dùng cành cây nhọn làm đòn bẩy, người Homo habilis đào được một củ khoai to, cọ sạch đất. Người Homo habilis mang về nướng để làm bữa sáng. Củ khoai đặt vào cho nóng, than vùi. Khi vỏ cháy xém, bóc ra củ khoai chín mềm, từng miếng khoai ngon lành ngọt bùi. Ăn xong, người Homo habilis chợt nảy ra một ý, lấy hai củ khoai còn thừa, buộc dây mây treo thấp trước một lối mòn thú đi làm thành một cái bẫy. Khoai thơm dụ mùi, dây vòng sẵn chờ một cú giật. Không lâu, một con lợn rừng đã ngửi thấy. Nó nhìn, từ từ tiến đến. Mùi khoai khiến nó cả tin thò mõm qua vòng dây. Cuối cùng cái bẫy đã phát huy hiệu quả. Dây siết, cọc gài bật lợn rừng mắc chặt. Người Homo habilis tiến lại gần ghì chặt con lợn xuống, khóa thế để nó không vùng. Và đó là thành quả của sự mưu trí càng ngày càng tiến hóa của người Homo habilis. Lửa lại nhóm, những miếng thịt ngon lành từ con lợn đã được người Homo habilis nướng lên thơm ngon, mỡ sôi trên than, mùi ngậy lan xa. Đồng thời, một nồi thịt nữa được đun trên bếp lửa cho mềm và để danh. Người Homo habilis ăn uống ngon lành, chia phần nướng, phần hầm, phần gác khói để dự trữ bụng no, sức lại đầy. Đang dọn bếp, bỗng nhiên có một tiếng động lạ ở gần đó. Bản năng cảnh giác trỗi dậy,
Người Homo habilis cầm cây gậy đầu buộc đá, vũ khí quen thuộc, nhìn tiếng lại gần, bước thận trọng vòng qua bụi. Thì ra một người phụ nữ đang mang bầu, thân hình nặng nề, ánh mắt mệt nhưng hiền. Người Homo habilis hạ gậy, mỉm cười, lấy thịt cho cô gái đó ăn, vừa miếng nướng, vừa ít thịt trong nồi cho dễ nuốt. Ngồi cạnh lửa, cười đùa nói chuyện vui vẻ bên nhau. Tia lửa bay, khói bếp quyện hương thịt, tiếng bụng no nghe, như lời cảm ơn không cần nói thành lời. Ngày dài khép chậm, từ lươn măng nổi đất, hang chuột xiên tre, củ khoai nướng bùi, mưu kế cái bẫy khéo, đến bữa thịt lợn ấm bụng và sự sẻ chia với mẹ bầu. Một vòng sinh tồn trọn vẹn, nơi lửa ấm và lòng người giữ nhau qua thêm một đêm rừng. Ngày mới lại lên, người Homo habilis bước ra khỏi nều. Không khí sớm mát lạnh, sương còn vương trên lá. Người Homo habilis hít sâu, rồi tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn. Bàn chân men theo lối cỏ quen, mắt đảo quanh bìa rừng. Trên đường đi, người Homo habilis phát hiện một bụi măng non. Không chần chừ, người Homo habilis dùng cây gậy gắn đá nhọn làm đòn bẩy, nạy chân măng, rồi xoay nhẹ để bứt gốc. Lần lượt từng bẹ măng được kéo ra, phủi đất, xếp gọn vào tà lá. Mang măng về chỗ đất khô, người Homo habilis chất củi thành một đống nhỏ chắn gió, rồi đập đá lấy lửa. Tia lửa bén vào mồi khô, khói mảnh bốc lên, lửa dần bùng. Nồi đất được đặt lên kiềng đá, người Homo habilis đổ nước suối vào, thả măng đã bóc lớp vỏ già vào nồi. Hơi nước bốc nghi ngút, mùi măng non dịu nhẹ lan trong gió. Một nồi canh măng ngon lành cho bữa sáng sẽ sẵn sàng. Từng miếng măng giòn, thơm, ấm bụng sau đoạn đường sớm. Những ngụm canh nóng xoa dịu cổ họng, tiếp sức cho cả ngày dài phía trước. Vừa ăn xong, người Homo habilis nghe tiếng bới lá khe khẽ. Nhìn sang bìa bụi, một con gà rừng đang mải mê tìm thức ăn gần đó. Người Homo habilis lập tức nén hơi, đưa mắt ước lượng lối đi quen của nó. Vậy là cuộc làm bẫy bắt đầu. Người Homo habilis chẻ tre làm bẫy, bổ tre thành nan mảnh, vót mịn, uốn một vòng thòng lọng bằng nan tre, làm chốt gài bật. Một đoạn nan cứng làm cần, dây tre mảnh làm vòng xiết. Mồi là ít mẩu măng đặt ngay giữa lối gà hay dạo. Đặt bẫy và lấp sau cây to chờ đợi. Người Homo habilis rắc nhẹ lá khô che bớt dấu tay, lùi về sau thân cây lớn, nín thở lắng nghe. Gió đổi chiều, lá xào xạc, con gà rừng lững thững trở lại, cúi đầu mổ mồi. Chỉ một tích tắc, chân gà vướng vòng. Bẫy sập và bắt được con gà. Vòng tre xiết, cần gài bật dựng, con gà bị ghì lại. Người Homo habilis lao ra, chụp gọn. Trở về bếp, người Homo habilis vặt lông, làm sạch, rồi xiên vào cành tre đã vót nhọn. Xiên gà đặt lên lửa, quay đều tay. Mỡ chảy lách tách, da phồng vàng, mùi thịt nướng lan khắp khoảng rừng. Người Homo habilis chờ xiên chậm rãi cho thịt chín sâu, không cháy. Khi thịt chín, người Homo habilis ăn ngon lành, da giòn, thịt thơm, dư vị măng non ban nãy như càng làm bữa tròn vị. Bụng ấm, mắt dịu, sức lực trở lại sau một sáng vừa kiếm, vừa bẫy, vừa nấu. Mặt trời dần khuất sau vòm lá, gió mát hơn. Giữ ngọn lửa hiền qua đêm. Đêm buông, mắt khép lại. Chờ một ngày mới sẽ đến, và người Homo habilis đã sẵn sàng cho một hành trình mới.